Bắt đầu từ vị trí thứ 7 trong video này sẽ là những lá bài có khả năng thay đổi cục diện, cũng như chỉ những rider đó sở hữu. Sorgven hay Garven rất nhiều rider có được, chỉ khác hiệu ứng của mỗi lá bài mà họ có mà thôi. Còn những lá bài này sẽ là độc nhất vô nhị. Và đáng buồn thay, nằm ở vị trí thứ 7 lại là color được rất nhiều người thích, Oza. Mình đã tìm hiểu về một bài của Oza và nó có lá Steelven, một lá bài khả năng ăn cắp sức mạnh mà người khác đang sở hữu. Nhưng mình hoàn toàn không thấy Oza sử dụng lá bài này trong series. Nếu mình đã bỏ qua phân cảnh đó, các bạn hãy comment phía dưới giúp mình nhé. Còn lá bài làm nên thương hiệu của hắn ta, ngoài lá ký khế ước với quái vật mà hắn có hẳn 3 lá, nhưng lá bài này tất cả những rider đều có, chỉ có điều Oza có nhiều hơn những rider khác mà thôi. Tấm thật sự làm nên tên tuổi của hắn là lá bài Unite, giúp dung hợp 3 quái thú từ hai tên rider mà hắn ta đã sát hại, cũng như con rắn Venusnake của hắn, kết hợp cả 3 để tạo nên Xenosider, là quái thú đầu tiên cũng như duy nhất kết hợp được từ 3 quái thú với nhau. Đây là tạo hình cực kỳ ấn tượng nếu bạn đã từng xem về Kaoru Ryuki thời những năm 2000 giống mình. Một con quái vật cực kỳ ngầu và tàn ác, xứng danh với Kaoru Oza, một kẻ hung bạo và tấn công tất cả những ai ngáng đường hắn. Mặc dù mạnh như vậy, nhưng nằm ở vị trí này là do không có quá nhiều quyết định trong việc chiến đấu. Nó chỉ mạnh khi nấy đã đánh bại được những rider khác và tập hợp thú của họ lại để tạo thành con quái thú cực mạnh. Điều này ảnh hưởng rất lớn trong quá trình chiến đấu, vì nếu bạn không đánh bại được bất kỳ rider nào và người sở hữu tấm card deck này không phải là Oza sẵn sàng ra tay tàn nhẫn với những rider khác, gần như lá bài này vô nghĩa trong việc chiến đấu. Nhưng tất cả gì mình nói chỉ là lý do phụ. Thực chất lý do chính mà Oza nằm ở vị trí này là do anh mất đi lá Garven chỉ sử dụng được một lần của mình. Mất đi tấm chắn nguyền thoại ấy, anh ấy đã không thể nào trụ vững trong top 5 mà chỉ xứng đáng nằm ở đây mà thôi.